Tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng đến với đơn vị Nam Từ Liêm. Xin được trân trọng kính mời tiếng hát của ca sĩ Đức Tuyết qua một sáng tác của nhạc sĩ Thuật Yến, nhạc phẩm được mang tên Đi Trong Hương Tràm. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Được cảm ơn tiếng hát của nam ca sĩ Đức Tuyết.